phòng này dành riêng cho ban tổ chức prom mà, người ngoài nó có vô đây được. Vậy người gửi cái này là sao chị đứng đờ đó lâu rồi? Gửi tặng Ánh Dương thân mến, kể từ lần đầu tiên cả quần đã rất là thất bại. Ghê quá ha. Ông tặng chị đó. Ủa sao mọi người căng thẳng quá vậy? Anh Dương mà ra chơi xíu. Mời anh Dương xíu mọi người. Mời lại chơi như vậy ha. Xin lỗi. Xin lỗi gì? Thì chuyện về hộp sô-cô-la đó. Thật ra không phải tôi muốn làm bà mất mặt đâu. Chỉ là tôi muốn khích tú mấy ông nam kia để tặng quà tôi thôi. Xí xí. Tặng hộp sô-cô-la cho tôi thì liên quan gì tới mấy ông kia mà khích với tướng? Trời ơi, bà không biết hả? Người ta nói chúng ta chỉ sợ những thứ đã mất hay là sắp mất. Ở đây có hai đứa con gái tụi mình à. Tôi đâu thể nào tự tặng sô-cô-la cho tôi được, nên là tôi mới kêu tặng cho bà. Chứ không á, tôi tặng cho tôi rồi có người thích tôi, người ta thấy vậy, người ta nản chí, người ta không tỏ tình thì sao? Tôi mới làm vậy. Thì cũng tại bà chứ tại ai? Tại tôi gì? Thì hôm qua tôi hỏi là bà có muốn yêu đương gì không? Cái bà trả lời là không, tôi chỉ muốn tập trung vô chuyện học hành thôi. Không phải vậy hả? Nhưng mà thật ra cũng là lỗi của tôi. Nếu mà bà không thích, tôi đi đính chính này. Không còn đâu, hỏi đi. Không giận nữa nha. Đời dễ quá ha. Bà có biết hồi nãy tôi quê cỡ nào không? Thôi, một chậu mì cay, thêm ly trà sữa nữa. Chốt đi. Phải vậy chứ. Mà nè, không có lần thứ hai đâu nghe chưa. Tôi, Gia Nghi xinh đẹp, xin thề xin hứa xin đảm bảo sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa. Nói thì hay lắm. Nè ăn đi, mắc lắm, nó tổng 300 ngàn. 300 ngàn? Ừ. Ôi, mà điên rồi, mà điên rồi. Nè ăn đi. Hôm qua em xin lỗi, em không cố ý khiến chị quê đâu. Ừ, chị biết rồi. Vậy chị biết ai là người gửi lá thư và hộp sô-cô-la đó chưa? Chị biết. Là ai vậy ạ? Người này em không có biết đâu. Vậy là không phải người ở trong ban tổ chức hả? Dạ, người dưới thương mình đang đợi chị á. Chị mong tới đó lẹ là tụi nó la chết. Thôi chị đi nha. Làm gì nhìn như con khùng vậy? Ông khùng á thì có. Tôi đây là đang ngắm cảnh đẹp nhân gian. Nè, tôi nói cho ông nghe nha. Trên đời này rất là khó để kiếm được một người như Hải Dương á. Vừa đẹp trai nè, vừa hát hay nữa. Tôi thì không có thích nghe nhạc cho lắm. Nhưng mà Hải Dương đi hát ở đâu là tôi chắc chắn sẽ đi theo. Lúc còn lại là chỉ là mê trai thôi. Ông sai rồi. Không phải là mê trai, mà chính xác hơn á là mê trai đẹp. Ê, mà không có để ý á, là ông Hải Dương có hay nhìn nhóm tụi mình hoài à. Có hả? Sao tôi biết ta? Ông mà biết cái gì, suốt ngày hay chỉ cắm đầu vô giải mấy cái đề
biết chuyện gì mới lạ. Hay là ông thích bản Dương nhà mình ta? Ê, mà để ý nè, hai tên Dương giống nhau nữa, chắc chắn hả là định mệnh sinh ra dành cho nhau đó. Thôi đi nha. Trời ơi, năm 12 rồi, chỉ là cầu mong là bình yên thôi, đừng có gia vô súng gió yêu đương gì hết. Một lần bị tặng quà là quá đủ rồi, đừng có gán ghép nữa. Ê, Như, người tỏ tình bà biết là ai chứ? Tụi mình lên thư viện lấy sách đi, trễ rồi, nay tôi chậm học lắm đi. Cũng định lấy cuốn này hả? Ừ, nhưng mà chưa còn gấp đâu. Anh chưa có dùng đi, khi nào xong á đưa Tuấn Anh cũng được. Anh Dương. Hả? À, con. À, cảm ơn Tuấn Anh. Anh Dương. Bà đi đâu nãy giờ mà làm tôi kiếm gần chết. Ủa mà hai người đang nói chuyện hả? Đang nói chuyện. Sao vậy? Thôi tụi mình ra lẹ đi, chứ không thư viện sắp đóng cửa rồi đó, không có mượn sách được đâu. Đi. Tụi mình để quên cặp ở phòng họp đó. Đi. Ánh Dương thương mến, dù biết hơi đột ngột, nhưng sau khi chứng kiến Ánh Dương được người khác tỏ tình, mình nhận ra nếu còn không hành động thì mình sẽ để lỡ mất cậu. Mình rất muốn đứng trước mặt cậu nói ba chữ mình thích cậu, nhưng cũng sợ nếu không thành, sau này sẽ không thể làm bạn được nữa. Xin hãy bỏ qua sự hèn nhát này của mình, vì mình sợ cảm giác không còn được nhìn ngắm cậu mỗi ngày. Hy vọng cậu hãy cân nhắc lại về món quà của người trước, cũng như có thể cho mình một cơ hội. Ê, mà làm cái gì vậy? Úi da, bày trò gì nữa đây? Bày trò gì? Ê, cái này phải chữ của tôi. Nè, không phải. Ừ, bà nhìn đi, chữ tôi làm sao mà đẹp được vậy? Ủa vậy của ai? Ê, tôi biết của ai rồi đó. Biết của ai rồi? Ừ, ai? Nè, bà đọc đi. Người trong lá thư viết đó hả, là chứng kiến Ánh Dương được người khác tỏ tình. Vậy lúc đó mà bà nhận hộp sô-cô-la của tôi, ai đã chứng kiến? Thế giới có bay là tỷ người, sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được. Em ơi, chờ em đợi em cũng đã lâu rồi mà sao anh chưa thấy em ơi. Người à, đang ở đâu em ơi, đang ở đâu? Bắc thang lên hỏi ông trời, ông dấu người yêu con ở nơi nào. Ông ơi, ông trả lời là em còn chưa thấy yêu đương gì lời còn phải chẳng phải tin.